Sao không ở nhà chờ anh, ra chỉ cho cực vậy? Thì sẵn tiện em ghé thăm cửa hàng một chút. Vậy thì ngồi chơi đợi anh chút nha. Anh kiểm tra xong mấy lô hàng này rồi mình đi. Dạ, anh cứ từ từ mà làm. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ đãi tiệc mà. Ba rất là vui khi nghe kết quả học tập của con. Học xong lớp 12 rồi muốn du học nước nào ba lo cho ha. Dạ, con đâu có muốn đi xa đâu. Còn nó nói đúng anh. Nhà này có em với anh với thằng Định. Nếu như mà nó đi rồi á, buồn lắm, em chịu không có nổi đâu. Cũng tại em. Phải vì hồi đó em sanh cho anh vài đứa con nữa, có phải tốt hơn không? Dạ đúng rồi đó má. Phải chứ lúc trước má sinh cho con em gái, con khoái của em lắm. Trời đất ơi, cái thằng nhóc này. Má bằng này tuổi rồi còn sanh gì nữa con. Ba má muốn sanh một mình con để nuôi dạy cho tốt đó. Hồi đó cũng tại chiều em, chứ ý anh cũng giống như thằng Định vậy. Tiếc quá à. Phải chỉ có thêm đứa con gái thì hay biết mấy. Hôm qua tới giờ em có gọi điện cho má không? Dạ em có gọi rồi, anh đừng có lo. Em à. Dạ. Nói thiệt tình nghe, anh thấy con bé hôm bữa không có cảm tình chút nào. Biết nó thường xuyên qua lại với má, anh thấy lo lo làm sao. Anh không nghe má nói sao? Tại vì nó phải đi ăn đám cưới cho nên nó mới ăn mặc như vậy. Chứ nó cũng dễ thương mà anh. Dễ thương cái gì? Ăn mặc thì lố lăng, ngay cái chuyện chào hỏi không cũng không coi được. Ủa bà nói vậy ba? Ba nói chuyện con nhà người ta. Còn con đó. Dạ. Phải chú ý đến cách ăn mặc, cách nói năng. Đừng để người khác đánh giá mình là vô giáo dục, con rõ chưa? Dạ con biết rồi, bà cứ yên tâm. Má sao lâu quá ngoại không đến thăm gia đình mình vậy má? Con nhớ ngoại quá à. Bữa nào con nghỉ học á, má dẫn con về nhà ngoại chơi nha. Ba biết rồi. Dạ. À em. Dạ. Hay là cuối tuần mình về quê má đi. Ơ, dạ đúng rồi đó. Hôm bữa mới về dưới chưa kịp ngồi đóng chỗ là em lôi anh trở lên rồi. Không cần đâu anh. Cha con anh á, được nghỉ ngơi có ngày chủ nhật hả? Đi nữa vất vả lắm. Thôi để bữa nào á em nhắn má lên chơi. Với lại nhà ở dưới á đâu có đầy đủ tiện nghi, cha con anh mà về thăm á bất tiện lắm. Nói cái gì em cũng bàn ra hết trơn hết trọi á. Anh nói với em là mua sắm tiện nghi cho má, em cũng không chịu. Hay là mình đón má lên trên này luôn đi, nhà mình rộng rãi, có thêm má ở đâu có làm sao đâu. Dạ đúng rồi đó má. Má lớn tuổi rồi, để má một mình ở dưới quê anh không có yên tâm. Má không có chịu đâu. Má lớn tuổi nhưng mà còn cứng cáp khỏe mạnh lắm. Má sống ở dưới quê thoáng má quen rồi, đời nào mà má chịu ở nơi tù túng bon chen này chứ. Với lại anh đừng có lo, ở dưới quê bà con láng giềng gần gũi thương yêu nhau, không có khác gì người thân đâu. Thôi nếu má không chịu thì thôi vậy. Nhưng mà em nhớ mỗi tháng gửi tiền gì cho má để má xài cho vui. Dạ em cảm ơn anh. Má, với lại má nhớ nhắc ngoại là lên chơi gia đình mình thường xuyên nha. Má nhớ rồi. Vậy thôi xin phép ba má con lên học bài. Học bài đi con. Dạ. Nè. Dạ. Tiền hồi chiều anh đưa em giữ lại một ít để chi tiêu tháng này, còn lại gửi hết vô ngân hàng để tiền mặt ở nhà không có tốt. Dạ em biết rồi. Anh về. Không được, bà mà thấy là chết luôn á. Ngày mai anh đi Sài Gòn rồi,
anh sẽ nhớ em chết luôn. Biết rồi mà, nói hoài. Đi về đi. Cho ôm tái con. Khổ quá. Gì vậy? Dạ, muốn chết hả? Ngoại nghe đó, đẩy xe ra đi. Trời trời trời, đi vô đi. Khổ nghe. Ngoại, con đi đâu giờ này mới về? Giờ này mà chưa ngủ nữa. À, biết giờ này chưa ngủ hả? Ngoại, đứng lại. Con gái ngoại đi đâu giờ khuya quá vậy? Đi vậy ngoại. À, đứng lại, con ngoại. đi đâu ngoại. Nè? Hả? Hả? Con gái mà đi đâu? Hả? Đứng im đó. Đi đâu mà nửa đêm nửa hôm mới về nhà? Bộ tính đi ăn trộm hay sao? Xin ngoại rồi mà. Hồi chiều xin ngoại đi chơi ngoại cho rồi mà. Đi chơi cũng phải biết đường về. Đi đâu mà đi miết tới giờ này? Hả? Trời đất ơi, con gái con đi khuya vậy? Ngoại, ăn mặc hở con hả? Sớm mà. Sớm mới vậy? Bạn bè con nó còn ở ngoài đường cả đống kìa. Con sợ ngoại chửi cho nên con mới về đây chứ bộ. Sợ ngoại chửi thôi hả? Bây giờ ngoại quýnh luôn nè. Ngoại, bà dòm đồng hồ đi, mấy giờ rồi? Mới có 12 giờ, ngoại làm như thế ghê vậy? Mới có 12 giờ thôi hả con? Con gái con đứa mà đi đêm đi hôm vậy? Đi qua đây. Ngoại, cúi xuống đây. Ngoại, nghe không? Có nghe không? Ngoại đánh con đi. Đánh hả? Con bày đánh, đòi đánh hả? Ngoại dặn con bao nhiêu lần rồi, không được đi chơi về khuya. Đàn bà con gái mà đi khuya như vậy nguy hiểm lắm, con biết không? Hả? Con không nghe nè. Con không nghe nè. Má mày nói không có sai mà. Lớn chồng ngầm cái đầu rồi mà tối ngày lông nhau đi chơi. Nhớ nghe chưa? Ngoại đánh lần này phải nhớ nghe chưa? Phải chưa nghe chưa? Lần sau mà còn nữa là nát xương. Vậy mà bà cãi không à? Cãi không à? Rồi giờ làm sao? Muốn nằm dạ luôn phải không? Hay là ăn đòn như đó chưa đủ hả? Ngoại đánh con đi, đánh cho con chết luôn đi. Cho ngoại với má rảnh nợ. Con biết mà, con chỉ bán hại mọi người thôi hả? Đâu có ai thương con đâu. Ngoại đánh cho con chết luôn đi. Ngoại đánh nó đi nè. Ngoại thương con cho nên ngoại mới rầy dạy con nghe lời ngoại. Mai mốt đừng có như vậy nữa. Rồi giờ làm sao? Giờ nằm đó khóc hoài phải không? Có chịu ngồi dậy không? Hay là muốn ăn đòn thêm? Con giận ngoại luôn á. Phải chi nó được ở bên cạnh ba mẹ nó thì nó đâu đến nỗi lì lợm ngang bướng như vậy. Thôi bây giờ tao tính vậy nè, bằng mọi cách tao với mày phải kiếm thêm một khoảng chừng 100 chai. Mày điên hả? Vài chục chai còn kiếm không ra, huống chi cả 100 chai. Khùng. Thì bởi vậy tao mới kêu mày động não xét lại các mối quan hệ coi có thể nhờ được chỗ nào. Lần này cứ gom hết chuyến hàng ở Campuchia về là lời gấp đôi. Tội tình gì mày phải đợi cho đứa khác nhảy vô ké, đợt này về toàn xe xịn không à. Lời ai mà không ham, nhưng mà bây giờ đạo đâu ra 100 chai. Bây giờ tao không nói với mày nữa. Bây giờ tao hẹn ông 3 tuần nữa, mày mà không đào ra tiền á thì chuyến hàng này tao chia phần cho thằng Tâm Lé. Thôi được rồi,
để tao cố gắng coi sao. Ừ, chỗ này mày trả nha. Ừ, cố gắng nha mày. Biết rồi. À, lần này cứ gom hết chuyến hàng ở Campuchia về là lời gấp đôi. Tội tình gì mày phải đợi cho đứa khác nhảy vô ké. Đợt này về toàn xe xịn không à. Trời ơi, 100 chai chứ có phải là 1-2 chai đâu. Bộ muốn tìm là có hả? Vô lý. Tại sao? Tại sao tôi được chia có một công đất vậy? Con cần phải biết. Đất vườn của ông bà nội để lại, ba má con đã đem bán hết rồi. Vườn tược của bác Tư hiện nay là được bên ngoại của thằng Vĩnh chia cho. Thương con cùi cút, bác Tư cho con một công vườn để sinh sống. Tôi không cần biết. Bây giờ tôi đang cần tiền làm ăn nè. Ông á phải đưa cho tôi 100 triệu. Coi như á tôi cho cha con ông á mướn đất để làm ăn. Bà má tôi chết hết rồi, bây giờ muốn nói sao không được chứ. Nè, cái gì? Tôi cho ông biết nha, đừng có hòng giành hết của cải của nhà tôi. Tôi không để cho mấy người yên đâu. Mày muốn làm gì thì làm đi. Vụ việc này bà con lối xóm ai cũng biết hết. Giấy tờ nhà đất trên ủy ban xã hội có lưu đó. Mày muốn thì tới rồi mà tra xét. Ông đừng có thách tôi nha. Khen mày, mày không được hôn với ba tao. Mày đừng quên ai cứu mang mày bao nhiêu năm qua. Tốt lành quá hả? Tốt lành quá. Muốn nuôi tao á, chẳng qua là muốn chiếm hết tài sản của tao thôi. Không được xúc phạm tới ba tao. Bao nhiêu lần mày làm chuyện xấu mày đổ hết cho tao, tao có thể bỏ qua cho mày. Nhưng mày xúc phạm tới ba tao, tao không thể bỏ qua cho mày đâu. Mày không bỏ qua thì làm gì tao? Quý lên đôi hả? Bước ra đây mày. Bà xã mày hả? Chưa. Khang, tao đã nói hết lời rồi. Bây giờ mày muốn làm gì thì làm đi. Được. Để rồi ông coi. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Mày nhớ đó. Vĩnh, ba xin lỗi con. Ba, tại sao ba lại xin lỗi con? Trước giờ thương thằng Khang Côi Cúc, ba có phần nuông chiều nó. Có những lúc ba nghe lời nó mà xử ép con. Không có gì đâu ba. Sao cái gì? Thua rồi mày ơi. Giấy tờ chứng minh rõ ràng á là tất cả đất đai vườn tược đều của bên vợ ổng. Nói thiệt bây giờ tao không có quyền gì tranh chấp với bên ổng hết á. Vậy coi như mày mất cắn một mớ tiền luôn đó hả? Thì nói chung á, ổng có cho tao một công đất vườn, nhưng mà chỉ sang tên khi nào á mà tao có vợ con đàng hoàng. Vậy mới ác chứ. Thôi mày nghĩ cách khác đi. Lần này giá hời đó, mày mà bỏ qua là tiếc lắm đó nha. Được rồi, được rồi, để tao nghĩ cách khác. Sao ta? Bết à, coi nhà coi nhà, ngoại qua về bảy chút xíu nha. Ngoại đi đánh bài nữa chứ gì? Nhỏ này thì ngoại chơi cho đỡ buồn chút thôi, có gì đâu nha. Ở nhà chơi coi nhà nha. Bắt còn bắt nước lên rồi giờ ngồi đây canh nước nữa. Thôi mà, làm cho tôi chút xíu mà cằn nhằn hoài à. Nha. Ngoại kỳ quá à. Đi chơi thì ngoại la, ngoại đi đánh bài thì được. Bết bết. Ủa, anh Khang, mới lên thành phố mà sao về rồi? Có chuyện quan trọng anh mới về gấp chứ. Chuyện gì vậy? Khoan 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 khoan, chờ một chút. Nè, có ngoại em nhà không? Không, ngoại đi đánh bài rồi. Vậy vô nhà nói chuyện xíu nha. Không được. Lỡ bà về bất tử thì sao? Có chuyện gì nói luôn đây đi. À, thôi nói luôn đây đi. Cái gì? Nè, nói nghe. Mận đây, trái cây đây. 15 ngàn một ký đây.
Dạ, chào giám đốc. Dạ, chào giám đốc. Mận đây, trái cây đây, 15 ngàn một ký đây. Mận này anh bán nhiêu ký? Dạ, 15 ngàn ký, anh lựa đi anh. À, ủa, anh Thiện, anh có phải là anh Thiện không vậy? Cậu là... Tôi là Sang. Sang ở hàng xóm của chị Minh, vợ anh ngày xưa nè. Cậu Sang? Dạ. Cậu là cậu Sang? Dạ, Sang đây. Trời ơi, gặp anh ở đây mừng quá, lâu quá rồi. Giờ anh làm gì? Anh ở đâu? Vợ con anh sao rồi? Khỏe không? Cái gì? Mở nhà vườn hả? Ừ. Ủa? Ủa bộ anh không có làm việc trên Sài Gòn nữa hả? Làm chứ sao không làm. Nhưng mà anh tính mở cái nhà vườn ở đây á là để cho em quản lý. Còn anh á hả? Đi đi về về thôi. Được á. Ừ. Được á, tôi thích á. Ờ. Ê, vậy anh làm liền đi. Ờ. Nói chung là anh cũng có tính đó. Nhưng mà thật sự ra anh không có đủ tiền. Tưởng gì, vậy cũng nói nữa. Bịch bịch bịch. Không ấy á, em mượn tiền của ngoại em đi. Anh với em á hùn vốn với nhau để làm ăn. Hai đứa mình mà trúng bánh cái là trả lại cho ngoại liền. Ngoại làm gì có tiền mà mượn. Trời đất ơi, ngoại mà không có tiền là tiếc lắm rồi nha. Cái bà Năm Mẩm á, bà nói là bà sang lại miếng đất vườn. Trời ơi, cái địa điểm hả, đẹp bá phát luôn. Mình mà vuột miếng này á hả, trời ơi, tiếc dữ lắm luôn á. Bịch, anh nói thiệt với em nha. Anh á, là anh thiệt lòng thương em dữ lắm á. Anh tính cái chuyện này á, là nghĩ tới tương lai anh với em thôi. Anh nói như thiệt vậy. Trời đất ơi, tôi nói thiệt chứ bộ. Nè, em không có tin anh hả? Anh thật lòng thương em từ lâu lắm rồi đó. Nếu như mà anh không nghĩ tới chuyện lâu dài, đâu có tính với chuyện làm ăn này làm gì, đúng không? Thiệt tình là tôi cũng muốn có một cái nghề đàng hoàng. Nhưng mà giờ học cái gì tôi cũng ngán hết trơn. Cho nên anh nói mở nhà vườn tôi nghe ưng dễ sợ. Thì đơn giản thôi, em chỉ cần hỏi ngoại em đi. Chỉ cần ngoại cho mượn 100 triệu, còn bao nhiêu anh lo hết cho. Mình chỉ cần 2 tháng thôi mình sẽ gom đủ tiền trả ngoại hết hả? Để hỏi thử ngoại coi làm sao. Ráng nha, nhanh nhanh đi đó, người ta không có đợi mình lâu đâu đó. Biết rồi. Nè. Gì vậy? Nấu cái gì mà nghe mùi nhôm cháy không vậy? Hả? Chết rồi. Gì? Cạn ấm nước rồi. Trời. Cậu muốn uống cái gì? Bia, rượu, nước ngọt. Uống gì tôi lấy cho. Tôi cảm ơn anh. Tôi bỏ rượu bia lâu rồi. Nước ngọt cũng không. Thôi, hai anh em mình uống trà đi anh. Cậu thay đổi nhiều quá. Nếu cậu không nhắc á, tôi cũng không nhận ra cậu. 20 năm rồi chứ ít ỏi gì anh. Ngày đó tôi còn trẻ, giờ vợ con đùm đề rồi nên nó già vậy đó. Hiện giờ gia đình cậu ở đâu? Rồi thím sáu của mình khỏe chứ hả? Mà tôi mất cách đây 9 năm rồi. Xin lỗi, xin chia buồn với cậu. Vợ chồng tôi mướn nhà bên quận 8 để ở, buôn bán lặt vặt sống qua ngày. À, còn anh chị được mấy cháu rồi? Cháu gái lớn chồng con gì chưa? Cậu nói con gái. Con tôi là con gái hả? Ủa sao anh? Anh Thiện, bộ có chuyện gì sao anh? Tôi cũng không giấu gì cậu. Vợ tôi bỏ nhà đi trước lúc sinh con. Tôi đã lặn lội tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không có một chút tin tức nào hết. Cho nên tôi nghĩ vợ tôi vì buồn nên đã làm chuyện dại dột. Thật không ngờ vợ tôi đã sinh con. Chị Minh bỏ đi hả? Mà sao chị ấy lại bỏ đi? Chuyện dài lắm. Để hôm nào á, tôi mời cậu tới nhà chơi rồi tôi kể rõ. Bây giờ tôi muốn hỏi cậu về vợ con tôi. Cậu gặp mẹ con cô ấy lần cuối là lúc nào? Ở đâu về cậu Sang? Tôi nhớ là lúc tôi gặp chị ấy thì chị ấy cũng vừa sinh cháu được khoảng 4-5 tháng gì đó. Gặp ở bến đò. Em chào anh Tư. Ồ, chào cô Hai Thiện. Để tôi phụ cho. Dạ em cảm ơn. Nghe. Con trai hay con gái vậy cô? Dạ là con gái. Chà,
nhất gái gì trai, chắc con Thiện vui lắm ha. Dạ. Cậu Hai Thiện cắp rài khỏe không cô? Dạ cảm ơn, vẫn khỏe. Như vậy rồi sao lần đó? Có khi nào cậu gặp lại má vợ của tôi hay là nghe tin tức gì về họ không? Lúc tôi gặp chị ở bên đò là lần gặp sau cùng, rồi tôi không có gặp nữa nên tôi cũng không có nghe tin tức gì. Còn bà Hai, má vợ anh á, thì sau đó bán nhà rồi đi đâu cũng không ai biết nữa. Cậu Sang nè, cậu nói con tôi là con gái, cậu có chắc không cậu Sang? Mà cậu có biết tên nó là gì không cậu Sang? Tôi chắc chắn với anh á, nó là con gái. Còn tên của nó là gì lúc đó tôi cũng không có hỏi. Anh Thiện à, thật lòng là tôi cũng không có ngờ. Đây là số di động và địa chỉ nhà tôi. Hôm nào á, cậu đưa vợ con tới chơi. Cậu có gì khó khăn á, cậu cứ nói cho tôi biết. Dạ, cảm ơn anh. Nhất định tôi sẽ đưa vợ con tôi tới thăm anh. Con mình là con gái, nó vẫn còn sống. Nhưng bây giờ nó ở đâu? Ngồi đi ngoại, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Trời, trời, trời. Trời ơi, đi nắng chắc là khát nước lắm rồi, tội nghiệp quá. Uống đi ngoại. Uống một ly cho đã khát. Chà. Nóng lắm phải không? Trời hầm hì quá trời mà. Trời nóng quá. Ngồi ngồi lâu chắc mỏi lưng lắm phải không? Ừ. Quay lưng lại đi con bóp cho. Chà. Tội nghiệp ghê, tội nghiệp bà già hết sức luôn vậy. À chà, bộ muốn xin xỏ cái gì phải không? Ngoại kỳ ghê á, con thua ngoại thiệt chứ bộ. Vậy mà ngoại cũng nghi ngờ con nữa. Chà, nuôi nó mấy chục năm bây giờ nghe nói một câu thấy mát ruột à. Ngoại. Vậy sao, muốn xin xỏ gì nói ngoại nghe coi. Lâu nay ngoại với má muốn con có nghề nghiệp ổn định không ngoại? Dĩ nhiên là vậy rồi. Sao? Mà con tính học nghề gì? À, học may nè, học uống tóc nè. Ngoại thấy hai cái nghề này giờ sống được lắm đó con. Ừ, thôi. Nghe tới hai cái nghề đó con ngán tới tận cổ luôn. Mà còn phải đi học nữa. Thôi, 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 không có làm được mấy đó đâu. Vậy chứ vợ con tính làm nghề gì? Học cái gì? Hay là tính chèo đò đưa du khách sang sông? Trời đất ơi, cái nghề đó khó vậy lắm, cháu của ngoại không có làm được đâu. Chứ muốn học cái nghề gì nói cho ngoại nghe coi. Con tính á, con chung vốn với bạn mở nhà vườn. Mở nhà vườn? Dạ. Ngoại thấy không, dạo này du khách về đây nhiều dữ lắm. Mở nhà vườn được lắm á ngoại. Ngoại thấy cũng được. Nhưng mà con có được nhiêu tiền mà con tính hùng vốn mở nhà vườn? Bởi vậy cho nên con tính mượn tiền ngoại nè. Ngoại cho con mượn tạm đi, vài tháng thôi, con lấy tiền lời con trả hết cho ngoại luôn. Vậy hả? Dạ. Bây giờ con muốn mượn nhiều? Nói nghe coi. Hễ ngoại ít có thôi ngoại à. Cho mượn. Ừ, dạ. Mượn nhiều? 100 triệu. Ngoại. Cái gì? 100 triệu hả? Cậu Hai mới về hả? Bữa nay tôi xào cải bó xôi với thịt bò cho cậu Hai ăn. Món cậu Hai thích á. Ủa? Cậu có sao không mà sao thấy mặt mày cậu xanh xao quá vậy?
cậu có bệnh không? Không, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi, anh ba đừng có lo. Trời ơi, mệt mà biểu không lo. Ờ mà tráng đâu có nóng lắm đâu. Tôi đã nói là không sao rồi mà, anh ba đừng lo. Cậu đừng có ỷ y như vậy. Anh hai mới về. Anh hai bị sao vậy? Tôi đã nói rồi, để tôi lấy xe đưa đón cậu, mà cậu không chịu, tự chạy xe mà trời nắng nôi về không mệt sao được. Nhìn anh hai mệt mỏi quá. Công ty có chuyện gì hả anh hai? Chú Phi, chị hai của chú vẫn còn sống. Hả? Cả đứa bé gái, con của anh nữa. Hả? Ôi, chị hai vẫn còn sống. Cháu em là con gái hả? Tin này có chắc không anh hai? Có chắc chắn không cậu? Ừ. Trời ơi, 100 triệu mà mày nói nghe nhẹ hiều vậy hả? Làm như 100-200 ngàn vậy á. Cả đời ngoại chưa bao giờ cầm được trong tay số tiền lớn vậy. Ừ, ngoại nói với má giúp con. Ngoại không có, nhưng mà chắc chắn là má có. Ngoại, con muốn làm ăn thiệt mà. Nghe biết ngoại rồi, nhưng mà ngoại thấy khó lắm đó. Con muốn ngoại nó giúp, ngoại sẵn sàng nó giúp cho con. Dạ. Nhưng mà con đừng có hy vọng nhiều, mất công lắm. Số tiền lớn vậy má con lo không nổi đâu. Ngoại nói làm sao? Má con giàu thế mồ, ở nhà lầu đi xe sang, không lẽ không có 100 triệu gửi cho con hả? Má con không có sung sướng như con nghĩ đâu. Nó cũng nhiều cái khổ tâm lắm đó. Má con mà khổ, con mới là người khổ nè. Có má cũng như không mà. Ba mình là ai tới giờ con cũng không biết nữa. Ngoại, ngoại nói thiệt cho con biết đi. Con là một đứa con quan, không có được thừa nhận đúng không? Con không có được nghĩ bậy bạ vậy. Ba má con cưới hỏi đàng hoàng chứ bộ con sao là con quan được. Vậy ba con là ai? Họ hàng bên nội, ông bà nội con ở đâu? Tại sao trong giấy khai sinh tên ba má cũng không có đàng hoàng như người ta nữa, vậy mà không chịu con quan? À, thì tại vì ba con nó là nó chết rồi. Nó chết rồi con còn chút xíu rồi, hồi con chưa sanh luôn á. Rồi bên nội con á thì không có còn ai. Rồi giấy tờ bị thất lạc nữa, cho nên là không có làm khai sinh có tên cha mẹ được. Má còn phải mua khai sinh cho con đó. Thiệt. Ngoại nói xạo, con không có tin. Ngoại gạt con thì có. Chắc chắn luôn. Con là một đứa con không được thừa nhận, cho nên má con mới ghét con á. Con đừng có nói vậy. Nói vậy tội nghiệp má con. Nếu mà không thương con á, tiền sao mà má con nuôi con lớn cho tới bây giờ. Hiểu không? Đó, thấy chưa? Tôi nói trời không phụ lòng người mà. Đó, ông bắt đầu ngó xuống rồi đó. Tôi tin chắc không bao lâu nữa cậu hai sẽ gặp lại mợ hai và cháu Tuyết Vân. Bữa nay á, coi như cái điềm này là điềm báo trước đi. Dù sao thì bây giờ mình cũng biết đứa bé là gái và mẹ tròn con vuông. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà khi nghe cậu Sang kể cảnh gặp chị dâu của chú bế đứa bé ở bến sông, tự nhiên anh thấy đau lòng. Nếu như năm đó anh chịu tin lời chị hai của chú, đừng viết thư về biểu chị hai phá cái thai đó, thì đâu có ra đông nổi này. Anh hai, anh cũng đừng quá xúc động. 20 năm qua má con cô ấy sinh sống như thế nào, sướng khổ ra sao, con gái anh có được ăn học đàng hoàng hay là phải cơ hàng nhất vậy? Nghĩ tới đó anh không chịu nổi. Anh hai, anh đau lòng thì cũng đâu giải quyết được gì, chỉ cầu mong tìm lại được chị hai và cháu Vân. Tới khi đó anh dùng hết tình thương để bù đắp cho chị và cháu. Lòng anh bây giờ thật là ngổn ngang, anh không thể làm gì được hết. Anh cảm thấy ngột ngạt,
bực bội. Anh muốn đi đâu đó một mình. Anh nói đúng đó, anh cần phải nghỉ ngơi vài hôm. Nhìn anh không còn chút sức lực gì hết à. Cậu hai muốn đi đâu á, tôi chở cậu đi. Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, đâu cũng được hết á, cậu tự chọn đi. Không, tôi không có nhiều thời gian, mà tôi cũng không có tâm trạng để thưởng ngoạn. Tôi chỉ muốn ở một mình. Em biết chỗ này hay lắm anh hai. Gần giống như quê mình hồi đó vậy đó. Hay là anh xuống đó nghe. Ở đó là ở đâu? Có xa lắm không cậu ba? Không, ở đó rất gần thành phố. Hay là anh về khu Thái Sơn đi. Đâu cũng được. Anh cảm thấy bức bối trong lòng. Anh cần phải thay đổi môi trường sống dài hơn. Vậy là tốt rồi. À, anh hai coi nè, đây là vùng đất đầy tiềm năng về du lịch. Nếu muốn công ty chấp nhận đề án của em á, về kinh phí đầu tư á, thì phải nhờ khả năng tính toán của anh hai cố vấn, thì chắc chắn là được. Đây nè. Vậy để sáng mơ tôi chở cậu hai đi nha. Không, tôi sẽ đi xe máy. Mệt nghe. Muốn người ta đi làm mỏi như vô ngủ được nữa. Làm sao Bích? Hả? Em làm gì ngồi một mình buồn vậy? Anh làm em hết hồn. Em đang buồn thối ruột nè. Có chuyện gì làm em buồn vậy? Bị ngoại la nữa hả? Không phải, em đang tính chuyện làm ăn nhưng mà gặp rắc rối, cho nên em buồn. Tính làm gì vậy? Giúp gì được? Cảm ơn anh Vĩnh, mà anh Vĩnh không giúp được em đâu. Em cần một số tiền khá lớn để Hùng mở nhà vườn với bạn. Em Hùng với ai? Với anh Khang. Anh muốn mở cho em, nhưng mà còn thiếu gần 100 triệu nữa lận. 100 triệu? Em nên cẩn thận đề phòng. Từ trước tới giờ thằng Khang không phải đứa làm ăn chân chính đâu. Em không thích nghe anh Vĩnh nói xấu người khác vậy đâu. Anh biết nói xấu người khác là không nên, nhưng anh cần phải nói để cho em cảnh giác. Em có biết mấy năm nay thằng Khang lên Sài Gòn để làm gì không? Em không có quan tâm. Chỉ cần em thấy anh Khang tốt với em là đủ rồi. Anh thật sự muốn tốt cho em mà. Em nói này cho anh rõ, với em, anh với anh Khang, ai cũng là bạn của em hết á. Không phải vì nghe lời anh mà em ghét anh Khang. Ngược lại cũng vậy, em cũng không có nghe lời anh Khang mà ghét anh đâu. Cho nên hai người làm ơn đừng có nói xấu nhau nữa được không? Mệt quá. Thôi được rồi, em không muốn nghe thì anh không nói nữa. Vậy phải vui hơn không? Ngoại, ngoại mới về. Thắng là thua ngoại. Sao, con ăn cơm chưa? Đương nhiên là chưa rồi, phải chờ ngoại về ăn chung với ngoại chứ. Trời ơi, có đói bụng thì ăn trước đi chứ còn chờ đợi làm chi nữa. Ngoại, về. Má con khi nào về ngoại? Ngoại đâu có biết đâu. Ủa, mà con trông má con làm gì? Đó. Cái vụ tiền bạc làm ăn á hả? Chắc không có hy vọng gì đâu con ơi. Sao vậy ngoại? Má con hứa là nếu mà con chịu làm ăn, má sẽ đầu tư mà. Nhưng mà cái số tiền đó nó lớn. Lớn mà. Cái gì mà lớn ngoại ơi? Với ngoại, với con thì nó lớn, còn với má con nó có chút xíu à. Ngoại không nhớ hả? Lần trước chồng của má còn tính là cho cái thằng đó đó đi du học nữa đó. Ngoại, gọi điện cho má con nghe ngoại. Không được đâu, không được đâu. Má con la ngoại á. Má con dặn rồi, trừ trường hợp khẩn cấp mới gọi điện cho má con. Thì chuyện của con cũng đang gấp mà. Trời ơi, chuyện làm ăn thì phải tính trước tính sau, chứ để làm chi mà gấp gáp dữ vậy. Mệt quá, ngoại không biết gì hết trơn á. Thôi, mệt quá, đi đi, đi xuống ăn cơm đi. Rồi chừng nào má của con về rồi ngoại nói vô cho. Được chưa? Ngoại hứa nha. Hứa. Mệt quá.
Có chuyện gì mà mày hẹn tao ra đây vậy? Tao muốn nói với mày vài câu rồi tao đi liền. Mày phiền phức quá à. Có gì muốn nói gì nói đại đi. Mày tính cái gì mà mày chủ Bích hùng hạp làm ăn với mày hả? Thì tao tính chuyện tương lai với Bích đó. Tao cảnh cáo mày, không được làm hại tới Bích. Nè, mày lấy tư cách gì mà mày nói với tao câu đó? Tư cách là thằng anh họ của mày, được chưa? Dẹp mẹ cái anh họ của mày đi. Tao hả? Chả có họ hàng gì với mày hết á. Cho dù mày có chối bỏ thì mày vẫn là thằng em họ của tao. Tất cả những việc làm tồi tệ của mày tao không muốn nhắc lại. Tao chỉ yêu cầu mày đừng làm hại tới Bích nữa. Nè, đừng có lên giọng vậy đợi tao nha. Tao làm gì á kệ tao, mắc mới tới mày. À, tao biết rồi. Ganh tị với tao cái gì? Những gì tao làm được mà mày làm không được, đúng không? Tao sẽ không tha cho mày nếu như mày làm hại tới Bích. Mày nhớ đó. Điện thoại của em reo kìa. Để anh nghe cho. Dạ. Alo. Alo, ai vậy? Ai gọi vậy anh? Không biết, mới alo tắt máy rồi. Chắc là họ gọi nhầm số rồi. Nè, số của ai? Em coi có quen không? Em không có quen, chắc chắn là lộn số rồi. Ờ. Em qua phòng thằng Định xem con nó có cần ăn thêm gì không nha. Ờ. Chuyện gì mà gọi giờ này vậy? Má, con có chuyện muốn nói với má. Má về gấp nha. Má, trả lời con đi chứ. Má đây. Có chuyện gì con nói đi. Nói mau đi. Con không có nói ngoài điện thoại được đâu. Má về gấp đi. Ừ, má biết rồi. Vậy nha.
bài nữa đi cô. Hát nữa đi cô. Ủa cô vậy? Không biết nữa. Trời ơi con, cô ở lại hát thêm vài bài nữa đi con. Không bà con đâu. Người ta quan nghênh quá trời, trời kìa. Trời ơi. Nghe lời dì Mười đi con. Đi con. Mẹ. Hát thêm vài bài nữa đi con. Không có được. Để cho ca sĩ người ta còn hát nữa chứ. Còn hát như vậy rồi người ta lấy gì người ta kiếm cơm. Tốn nước mắt con quá à. Cho tôi hỏi, cô gái hát cái lúc nãy cổ ở đây công gì? Cổ đi về rồi.